Hello, xin chào quý vị và các bạn. Xin chào quý các đồng minh thân thương của Lý Hương. Bây giờ thì Lý Hương đang đứng trước, ở phía sau của Lý Hương đó là ngã 7 Lý Thái Tổ. Tầm giờ này là khoảng là 8 giờ, gần 8 giờ. Và sau khi đi săn hụt hai quán chè đường Bá Hổ, với lại chè đường Bá Hổ thì dẹp tiệm rồi. Còn chè Mâm thì đang có tang lễ ở nhà. Nhưng mà bà chị Hiền bà nói là nhút quá tam, chắc nhất định là sẽ là có thể là tìm được quán chè, chắc chắn mở cửa. Bây giờ đi một lần nữa nha cả nhà, nhất quá tam coi được không. Bây giờ thì từ đây thì gần nhất có cái quán chè, chè Bưởi, nó nằm ở số 353 Lê Hồng Phong. Và bây giờ thì Lý Hương cùng mời cả nhà cùng với Lý Hương tham gia cái chuyến đi săn cái quán chè Bưởi này nha. Xin mời. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu đi đến quán 353 Lê Hồng Phong ăn chè Bưởi. Đấy, phía trước mặt cả nhà đó là ngã 7 của Lý Thái Tổ. Ngã 7 Lý Thái Tổ. Ở ngã 7 Lý Thái Tổ thì không như ngã 6 ngay chỗ An Dương Vương, tượng An Dương Vương với cột bô xít. Thì đây là một cái tượng mà khó nhìn hơn, khó nhìn ra hơn. Nó hơi trừu tượng chút. 525 Lê Hồng Phong. Mà bây giờ là số đang xuống đây. Mình tìm là 352. Cái số nãy là 525, 520 Lê Hồng Phong. 49 mấy. Rồi, ok. Và cái quán chè này thì nó mở từ khoảng 7 giờ cho đến 21 giờ. 7 giờ là 7 giờ tối á. 2 tiếng chè Bưởi. Đây có chuyển phát nhanh Tô Châu. Ở phía bên phải có một cái wedding convention. Rồi ôi, cái sảnh đẹp ghê. 443, 445 Lê Hồng Phong. Ủa, cái sảnh đẹp ghê cả nhà. Cái sảnh mấy cái đèn mà theo như Lý Hương nhìn nhận á, mấy cái đèn đó là bạc tỷ đấy. Cái đèn trưng ở ngay sảnh đó. Đẹp ghê luôn. Ở đâu đó thì có các bạn sinh viên đi bộ ha. Rồi phía trước mặt có bà cô, bà ẩm, con chó đi dạo phố. Còn ở đằng trước nữa có một cô ghê cổ đang chạy xe đạp. Ôi, bây giờ chúng ta qua tới 4 mấy rồi. 353. Đúng rồi, vậy là chưa tới mà. 353 379 rồi, tiếp tục. Ở phía bên tay trái của cái nhà có một cái công trình kiến trúc, nhà thờ Thánh Paulo. Paulo 363 rồi. Đây 353, hẻm 353 đây. Rồi bây giờ là 34 mấy, có cái hẻm 353. Không biết có cho em Bưởi không nữa. Thôi giờ chúng ta quẹo lại đi. Không không, quẹo, chạy thẳng rồi quẹo lại đi. Sẵn quay thêm cho cả nhà đường Lê Hồng Phong chút ha. Giờ chúng ta gặp cái đèn đỏ đó thì chúng ta sẽ quẹo lại. Trước mặt cả nhà cũng có một cái nhà đang có tang, tổ chức tang lễ. Đấy, bây giờ thì chúng ta sẽ quẹo. Hình như có cái hẻm 353 ở phía trong nữa là chè hay sao. Rồi, chúng ta sẽ quẹo qua. Ở đây thì cũng có một số những cái quán, quán lề đường. Ôi, ở đây Lý Hương thấy mấy cô cậu học sinh đi bộ nhiều thế. Hẻm 331, bên trên kia là hẻm 353. Ấy, còn phía bên đây nè, bên phía bên phải, bây giờ ở phía bên bên phải là một cái công trình giáo xứ Thánh Paulo. Wow. Có một cái thiết kế khá là đẹp.
369. Bây giờ chúng ta sẽ rẽ lại ha cả nhà. Và chúng ta sẽ chạy thật chậm. Nếu không thấy có cái hẻm ra đời là hẻm 353. Đó, ở đây thì có rất là nhiều những cái dịch vụ chuyển phát nhanh. Không, cái này là hẻm dưới. Đó, hẻm 353 kìa. Mà không biết có cái tiệm chè, cái bưởi, chè bưởi không? Đặc sản Sóc Trăng bánh bí á. Rồi, quẹo vô, quẹo phải vô. Cô này bán đồ nướng mà. Phường 2 quận 10 à. Rồi quẹo ra. Ở đây quán nướng. Để hỏi các. Ê, cả nhà. Cuối cùng nha, cũng đã săn đúng ngay cái địa chỉ nè. 353 hẻm. Nhưng mà bây giờ thì quán chè bưởi sinh viên đã trở thành quán bạch tuộc nướng, chân gà, mời gà, đậu bắp ha. Đó, thì thôi đã hỏi những cái cô chủ rồi thì Lý Hương cũng mua ăn ủng hộ cho cô chủ luôn. Ăn bạch tuộc. Đó. 19k 100g. Thì Lý Hương kêu 200g. Nên lại mua thêm đậu bắp nữa, ăn với lại bạch tuộc nướng. Và cô chủ nói là cái quán chè bưởi này đã nghỉ rồi, nghỉ luôn rồi. Ngày xưa là bán ngay tại đây, ngay tại nơi này luôn. Để quay cho cả nhà xem đối diện là cái thánh Polo đẹp lắm. Công trình thánh Polo đẹp lắm. Đây, đối diện với lại hẻm 353, phường 2, quận 10. Đấy, có một công trình kiến trúc. Nhà thờ thánh Polo khá là đẹp ha. Nhà thờ thánh Polo là nằm trên phường 2 của quận 10, Sài Gòn. Đẹp hơn cả nhà. Ôi, bên đây nhà sống rình rang luôn, bên chỗ massage này nè. Không biết là có thu được tiếng không. Nghe chỗ cái anh massage đó, rình rang nhạc sống luôn đấy. Hôm nay là nhất quá Tam, mà Tam lần này kiếm ra địa chỉ mà quán đã nghỉ. Hôm nay là kiếm toàn ra địa chỉ nhưng mà toàn bị mắc kẹt thôi. Bây giờ vô xem nướng bạch tuộc dân dã nha cả nhà. Bữa giờ đi xem mấy món Thái, hội chợ Thái, hội chợ Việt, nướng tùm lum hết. Giờ ra một quán dân dã nè. Như thế nào? Đấy, đây. Đây là nướng bạch tuộc nướng với lại đậu bắp ha. Bạch tuộc thì nướng gọi là mấy cái con rời ra này sau rồi cắt ha cô. Nướng bằng than. Anh quay cho em. Trời ơi. Ủa mà anh là anh mua về hả? Anh đang đi học nghề. À, đi học nghề. Trời ơi, gặp anh khách hàng anh chém gió ghê. Nướng có gì đâu phải học. Trời, em nói vậy vẫn chơi hoài. À, mình con cũng nói hơi sai sai đó. Nướng cũng phải học. Nướng là một nghệ thuật và người nướng cũng là nghệ sĩ. À, bây giờ Lý Hương sẽ quay nghệ sĩ đang nướng nè. Nghệ sĩ đường phố. Rồi. Nói chung là nướng ở đây thì may là có cái quạt đó, nó bay về phía sau, phía ở ngoài đó. Chứ đứng ở đây thì hơi ngợp ha. Phần này là phần của em á hả? Phần này của em à. Đó, phần của mình. Chị kia nói không ăn đậu phộng quá hả anh? Dạ. Áo. Mấy anh xíu trúng tay. Đây, hai lạng bạch tuộc. Ăn buổi tối. Rồi đây là các phần của các vị khách khác ha. Đó, sau khi mà bạch tuộc nướng coi như là nó săn lại ha cô.
bắt đầu cái mình bắt đầu mình cắt ra, cắt cái miếng dừa ăn rồi mình nướng lại một lần nữa. Cô bán này lâu chưa cô? Khoảng mấy năm rồi? Vậy quán Dà Bưởi cũng nghỉ cũng lâu rồi hả? Lâu rồi. Cô bán được khoảng mấy năm rồi? Này hả? Qua 4 năm rồi. À 4 năm rồi. Ủa vậy là quán Dà Bưởi nó đồng nghĩa nó cũng nghỉ 4 năm rồi hả? Vậy mà trên internet nó vẫn để cái địa chỉ. Nghỉ rồi. Dạ. Tại mà bằng cực quá, bà nghỉ có một mình bà à. À vậy là cô cũng biết cái cô mà bán Dà Bưởi hả? Trong sớm. Nhà cũng gần đây hả? Ờ gần. Dạ. Cực quá hả? Ờ cực. Làm Dà Bưởi cực lắm hả con? Ờ đúng rồi. So với nướng thì nó cực hơn không? Nó phải dùng sức. Dùng sức. Bớt. À bóp bưởi á hả? Ờ bóp bưởi cho cái hăng nó đi ra đó. Dạ. Rồi giờ cổ làm cái gì? Ở nhà giữ cháu. À vậy là trong giờ vô con nuôi hả? Ờ đúng rồi. Dạ. Giờ con gái hay con trai? Con trai. Dạ. Ok à. Dạ. Cảm ơn cô rất nhiều. Bây giờ thì vô để thưởng thức thử bạch tuộc cô nướng ha. Quán ở hẻm 353 phường 2. Phường 2 quận 10. Quận 10 và rồi. À đây đối diện là nhà thờ Thánh Phaolô. Rất là đẹp. Em béo gửi cho em hỏi. Em ngồi à. Đang quay cho em nha. Đi sao? Em muốn hỏi gì? Đâu em đâu hỏi, em hỏi là anh có ăn bạch tuộc nướng ở đây chưa? Anh hả? Anh có ăn chưa? Anh hả? Anh ăn hoài. Anh ăn hoài ngày nào cũng ăn anh nướng á. À vậy hả? À. Anh ăn có uống thêm bia không? Có chứ, ăn không uống bia chết à. Trời ơi, sao em không muốn anh bia chết trời. Uống vô cho nó tiêu. À uống vô cho nó tiêu. À, nhưng mà nói chung là đừng có ăn thường xuyên quá nha. Sao vậy? Không ăn chết á. Trời. Không ăn cái đó chết sao? À, tức là ăn thay đổi món ăn chút. Trời, cảm ơn anh nha. Anh cứ đòi quay em mà, em quay. Trời anh quay em không à, chịu giờ chứ. Anh lên phim rồi đấy. Rồi cảm ơn rất nhiều. Bây giờ thì Lý Hương sẽ qua ăn cái phần của mình ha. Ok. Mời cả nhà. Đây. Trời lên em lên phim nào em nói để em biết anh mở đài. Kênh em là Lý Hương TV. Lý Hương là đài gì trời? À, mở kênh YouTube á. YouTube hả? Dạ, trên mạng á chứ không có trên truyền hình đâu nha. Ok, bây giờ Lý Hương sẽ qua ăn và review cho cả nhà ha. Chừng nào lên em nói nghe coi. Đây, khách bên đây ha. À. Còn ở đây thì có 3 bàn ha, cũng đầy rồi. Đó, và mình để xe ở bên đây. Nhớ là khóa cổ xe cẩn thận rồi vô ăn và ngó chừng xe nhé. Ok, bye bye cả nhà. Hẹn gặp lại video Lý Hương review về món bạch tuộc nhé. Bye bye. Trời, bà chị của mình bắt đeo khẩu trang lại. Ghê.